Đẩy phi. Đẩy phi. Yeah. Xin chào anh em, lại là Thi đây. Và giờ Thi đang di chuyển ra Tuy Hòa, Phú Yên một lần nữa nè. Và hôm nay sẽ là một chuyến đi rất đáng nhớ với Thi và cả gia đình của mình. Bởi vì chuyến đi này sẽ là chuyến đi đến trận chung kết quan trọng của cả cuộc đời Thi đó. Và đó là gì? Anh em theo dõi tiếp nghe. Rất là xin lỗi anh em vì thời gian qua ra clip rất là chậm và rất là lâu nè. Cũng tại vì chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. Nhưng sắp tới thì khác rồi, Thi sẽ ra clip cho anh em xem xuyên Tết luôn. Anh em cùng chờ xem nha. Tôi nha. Tôi có tôi mà. Ủa của tôi, Bị lóc của Lam, hôm nay là bị lóc của Lam. Để giác là đây của đẹp trai nữa chứ. Nói nữa. Quá gì cái luôn. Rung quá. Nam tệ nữ hưởng nha. Đeo lộn khỏi đứng tiên. Nam tệ tệ trái anh. Hầu quên. Nhầm nhầm. Thôi không mà cũng lỡ một tánh à. Ừ đúng rồi. Ừ mà hai họ cho ta chèo qua tay rồi. A few moments later. Clip mình sắp tới có thêm một bạn đồng hành nữa. Cô dâu của ngày hôm nay. Mọi người chờ xem nha. Nguyên vẹn sao máy bay đi chứ. Rồi, ok. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel YouTube của Nguyễn Quang Hải Lam. Gì Nguyễn Quang Hải Lam? Hải Sơ Lam mà... Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh cho Hải Sơ Lam. Mát Sơ Lam đúng không? Coi bói ngày ngày Hải Lam. Nàng ơi anh tới anh rước em về cỡ tình trăm năm. Ok quá trời, nhà bông quả này bét quá, bét quá. Quá bét luôn. Đêm thăm mơ Hải Lam thơ. Thương rồi nhớ mà cỡ sao lòng thầm thơ. Yêu là cưới chân dưới hai nhà. Chào anh em, tại là mình đang ở biển Tuy Hòa vào một buổi chiều. Bữa giờ mình ra đây được mấy ngày rồi. Nói chính xác là ra đây để lấy vợ. Mình đã cưới được cô dâu Thủy Tiên rồi. Rước dâu về nhà, mang dâu về nhà cho mẹ. Ok ok, thì nói chung là ra đây bữa giờ 2-3 ngày để lo tiệc cưới với lại lễ rước dâu để đón Tiên là vợ của mình về chung một gia đình. Nhưng mà rất là vui sau khi hoàn thành tất cả công việc ở đám cưới của Tuy Hòa. Nhưng mà còn đám cưới ở Sài Gòn nữa thì trong tương lai cũng sẽ chia sẻ cho anh em biết ha. Lát nữa thì sẽ có một trận banh ở đây với lại anh Tịnh Torres với lại Phi Củi từ Nha Trang đây đá với mình. Và sẽ có một trận banh ở trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Mọi người theo chân mình đi đá banh nha. Ok, lấy vợ nhưng cũng không quên quay clip đi đá banh cho anh em xem. Biển rất là đẹp. Và mình phát hiện một nhân vật ở xa xa đang uống nước dừa. Anh ấy tên là Nguyễn Quang Hải Lam. Trời ơi.
Trời ơi, nhẹ nhàng, Tuy Hòa, Phú Yên. Biển Tuy Hòa, Phú Yên đẹp không Lam ơi? Tuy Hòa là quá đẹp nha, khi mà mát. Dạ, phải mát chứ. Đã. Vô, đã quá trời, đã luôn. Ây, thôi, trời ơi, quay sau lưng nè. Ôi, trời ơi. Cảm giác này thì ai bằng nữa. Vừa ăn sứa, uống nước dừa, ngắm mây bay. Lam vừa nói là không có gái ngắm thôi. Chưa khai thác du lịch nên ra chưa có đông người tới đây để du lịch biển Tuy Hòa. Khá vắng vẻ. Và hình như là chắc đây là sau 4 năm rồi mình ra Tuy Hòa chơi rất là nhiều lần. Lần đầu tiên mình ra mình thấy có một cái bãi ở đây cho mọi người ngồi ăn uống này nọ đó. Chứ trước giờ mình ra mấy lần trước á, nguyên dọc bờ biển này là không có gì hết. Chỉ là một cái dọc bờ biển vậy thôi, ai tắm thì tắm, chứ không có hàng quán như thế này. Đó, giờ thì có hàng quán rồi. Thôi, kể sơ sơ thôi. Mình tận hưởng không khí buổi chiều tại biển Tuy Hòa. Ăn hết dĩa sứa này rồi sẽ làm một chân bách. Được cái là chỗ này hôm nay trời đẹp. Hôm qua gặp bao nhiêu qua không nắm được. Qua trời mưa mà. Qua có mưa phùn. Có một cụm mây rất là đẹp đây. Và biển rất là trong xanh. Bãi biển rất là dài. Dài trên tuốt trên kia luôn kìa. Dài này người ta khai thác được cũng được đó. Làm chân bánh đấy với lại mấy anh em trong sân. Rồi trọng tài vô luôn rồi kìa. Đó, mà áo đỏ ở đây là đối thủ, áo đen là đội mình. Và hôm nay xem có những ai nha. Mình, Phi, anh Tịnh hôm nay là đi đá ké đội người ta nha anh em. Và đội người ta ở đây là đội T90 Avenger. Đội của anh bạn Nguyên, cao to, râu ngoài nón, đường kia xa xa kìa. Ngày xưa là học trường 2, thể dục thể thao trong Sài Gòn á. Giờ thì về quê lập nghiệp rồi. Phí củi từ Nha Trang vô Tuy Hòa đá banh. Trời ơi. Bữa đám cưới vui không? Giờ đám cưới mình vui vậy hả? Còn đám cưới Sài Gòn nữa không biết có vui không? Thôi vui rồi không, tính sao đi ha. Lâu quá mới thấy Phi Củi đá banh lại. Từ ngày Phi Củi ra Nha Trang ở thì không còn đá banh tại thành phố Hồ Chí Minh nữa. Giờ may quá, đợt này dụ được Phi Củi ra ăn đám cưới của mình và đá trận banh đây. Không có mang giày theo, mới mua đôi giày của shop của anh Tịnh Torres á. Ba sọc đồ. Rồi đằng kia, Tịnh Torres. Mang đôi này là size 42. Mới mua ở shop của anh Tịnh Torres với giá 700.000. Được giảm giá 100, còn 600. Đợt này ra đây là không có mang theo giày đá banh nên phải mua đôi. Cố tình không mang theo á. Để ra đây mua giày. Sợ để đôi này ở ngoài này luôn. Mốt mỗi lần ra Tuy Hòa sẽ mang đôi này đá. Ok không? Ở đây nó hai lỗ, mình chọn lỗ dưới, chưa chọn lỗ trên. Hơi hở đây xíu. Tuy ép đá cỏ tạo thì hợp lý rồi. Giày di chuyển cất. Đàm Minh Nguyên. Phi Củi. Đi bóng dọc biên. Qua được một cầu thủ rồi. A Băng tùm lum tà la. Và vẫn là Phi Củi. Chợt khe lên cho Đàm Minh Nguyên. Chị ngang rất chống chạy. Không vào. Cú sút cuối cùng lại đi ra ngoài. Tấn công cho thủ áo đỏ. Chợt khe lên, chống chạy quá. Quang ơi, vẫn chưa có cú dứt điểm. Vẫn còn đây. Vào rồi. Hai cầu thủ áo đỏ chuyền bóng cho nhau và đã có bàn thắng. Phi Củi chuyền bóng về cho thủ môn. Phá bóng lên. Đường phá bóng lên đến ngay chân của Đàm Nguyên.
không có phạm lỗi, trọng tài đã cho phép lợi thế và giờ là phía cuối. Ở chân rất là chống trải kìa. Làm gì đây? Chuyển ngang, Tịnh Torres. Wow. Bàn thắng rất dễ dàng của Tịnh Torres. Cảnh này của anh Phi ơi. Đường phá bóng lên của cầu thủ áo đen. Bóng đã đến chân của Tịnh Torres rồi. Phi củi đang lao lên rất tốc độ. Đối diện thủ môn, dứt điểm. Wow, một cú dứt điểm lên góc cao của phi củi. Tỷ số được nâng lên 2-1. Phạt góc cho các cầu thủ đỏ. Vẫn còn. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của thủ môn đỏ. Mất bóng rồi. Giờ là Tịnh Torres. Chở khe lên ở hành lang cánh phải. Chuyển ngang. Bóng không đến được chân của phi củi. Giờ thì tấn công cho thủ áo đỏ. Thêm một đường cho khe lên. Không kịp rồi. Bóng đã nằm trong tay thủ môn. Và giờ là hiệp 2. Mình đã được vào sân rồi nha anh em. Và sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và đây là Đức Quân nha anh em. Trước đây Đức Quân đã làm với mình một video clip rồi. Anh em có thể xem lại bên góc nha. Và Đức Quân hôm nay đá cho đội đối thủ. Bác qua bên nó xuống. Chết tôi. Đầu tiên là cú sút rất mạnh trúng vào hậu vệ. Tiếp sau đó là đường chuyền mà sượt chân mình tí xíu. Và pha bóng này thì không thể nào dễ dàng hơn cho nãy giờ bàn. Thấy Phi. Đó Phi. Yeah. Đường truyền của Đào Minh Nguyên vô tình đổi hướng và tới được ngay vị trí của phi củi. Và một pha lắc đầu rất tinh tế đưa bóng qua khỏi tầm với của thủ môn. Tỷ số được nâng lên 3-2. Và đây là cú đúp của phi củi. Nguyên. Ở pha này thì mình có thể thấy là 4 cầu thủ áo đen chống trả 5 cầu thủ áo đỏ. Và cú sút này đưa bóng đi ra ngoài nhưng vô tình ở cột 2 đang có một cầu thủ khác đứng đợi sẵn. Tỷ số được quân bình 3-3. Đá tiền đạo không có nghĩa là chỉ đứng đợi bóng tới rồi dứt điểm ghi bàn nha. Đá tiền đạo còn phải có nhiệm vụ là pressing tầm cao để giúp đội nhà thu hồi bóng. Rồi, ok. Báo biên. Yeah.
Đại Tuần. Ê. 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 Đợi đây luôn. Phi. Ai vậy? Ok. Bước em. Hớp phi. Chạy về thôi, hết. Lấy phi. Đồ. Không ngon tí ăn. Chế biên, chế biên. Có phi, phi. Phi, đây nè. Phi. Ok, cậu luôn. Bên đây, bên đây. Ủa quá. Thôi Phi ơi. Đồ. Xích cát được. Đứt cùi nó hay quá. Ở pha bóng này thì ta có thể thấy một pha đánh gót cực kỳ tinh tế của cầu thủ số 29 và Đức Quân dễ dàng loại bỏ hậu vệ còn lại và dứt điểm ghi bàn. Đây 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 đây. Đây. Yeah. Con. Tốt rồi. Từ đầu trận đến giờ thì cầu số 23 theo mình rất sát và rét. Nhưng pha này không hiểu sao lại để một khoảng trống quá lớn cho mình. Cú đặt lòng hết sức cơ bản đã giúp cho mình có một bàn thắng riêng trong trận đá ké ngày hôm nay. Okay. Thôi rồi. Hay trời. Ra bô nè đồ. Tuyệt quá. Ném biên cho thủ áo đỏ. Đức Quân bị bóng dọc biên. Qua được hai cầu thủ rồi. Phi Củi. Và bước một rất tốt của Phi Củi. Tỉnh quá trời tỉnh. Chuyền bóng lên. Tỉnh Torres. Gặp vào trung lộ. Chuyền lên. Phi Củi. Phạm lỗi rồi. Đi trước bóng là Đàm Minh Nguyên và Phi Củi. Chuyền ngang.
pha dàn xếp đá phạt không tốt của Phi Củi và Đạo Minh Nguyên. Chuyền bóng về cho Phi Củi. Một pha xoay chở rất tốt của Phi Củi. Lách vào trung lộ. Tỉnh Torres. Qua được một cầu thủ rồi. Thêm một cầu thủ nữa. Bóng đang ở biên. Làm gì đây? Chị ngang được không? Không được rồi. Phải góc cho thủ áo đen. Tỉnh Torres. Đánh đầu. Cú đánh đầu khá hiền của Đàm Minh Nguyên. Và trọng tài đã nói còi kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Và tỷ số là 4 đều. Và trong số 4 bàn thắng của đội mình ngày hôm nay có 2 bàn của Phi Củi, 1 bàn của mình, 1 bàn của anh Tỉnh Torres. Wow, 4 bàn thắng đều là của 4 nhân vật đi đá ké ngày hôm nay. Thật là hãnh diện cho team đá ké. Tuyệt vời. Giờ thì mình đang ở đèo Cả, Vũng Rô để ngắm cung đường một bên biển, một bên sông tuyệt đẹp tại Phú Yên. Sau đó mình và vợ lẫn gia đình sẽ ra bè nổi sinh thái để ăn hải sản. Nhớ cách đây 4 năm mình đi cano ra bè cơ. Sau này thì người ta không chơi đi cano nữa và làm cầu phao dài đâu đó cả km để ra tới bè luôn. Hải sản đây thì khỏi phải nói rồi. Tươi sống bắt từ dưới biển lên luôn. Siêu ngon và siêu rẻ luôn nè. Cả nhà ai du lịch Phú Yên thì phải đi tham quan đèo Cả và ăn hải sản tại bè nổi sinh thái ở Vũng Rô nha. Du lịch thì chưa phát triển lắm nên mọi thứ còn khá là vắng vẻ và yên bình. Và hành trình lần này tại Phú Yên của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like, chia sẻ video clip và đăng ký kênh để đón chờ các video clip của mình trong thời gian sắp tới nha. Sắp tới sẽ là một đám cưới nhà trai cực kỳ hoành tráng tại Sài Gòn. Anh em cùng chờ nha. Và mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.